Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu hiện đang là một trong những bộ phim gây sốt của làng điện ảnh Hàn Quốc. Phim tập trung vào chủ đề ngoại tình, sự giàu nghèo, mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Bộ phim Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu thu hút khán giả nhờ vào câu chuyện đấu đá giữa những người phụ nữ ở tầng lớp giàu có, âm mưu và sự hận thù đến những tình tiết gay cấn, hồi hộp từ kịch bản chắc tay. Bên cạnh những tình tiết gay cấn trong bộ phim, đời tư đầy dẫy những drama của dàn diễn viên nữ chính cũng khiến nhiều khán giả chú ý. 1. Nữ diễn viên Kim So Yeon. Trong Cuộc Chiến Thượng Lưu, Kim So Yeon vào vai Seo Jin, một quý cô bên ngoài thì xinh đẹp, nhưng bên trong Seo Jin lại là một người phụ nữ vô cùng nham hiểm, ngoại tình với chồng của bạn. Trước đó, cô còn hãm hại người bạn có giọng hát thiên tài để mình trở thành ngôi sao opera. Sinh năm 1980, Kim So Yeon gia nhập vào làng giải trí Hàn Quốc sau khi giành được giải nhất cuộc thi Hoa hậu Binggrae. Năm 1994, Kim So Yeon bắt đầu bén duyên với phim ảnh nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher. Nhờ lối diễn chân thật mà Kim So Yeon giành giải diễn viên nhí xuất sắc tại SBS Drama Awards. Khi trưởng thành, Kim So Yeon tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như là All About Eve, Prosecutor Princess. Kim So Yeon là một trong số các mỹ nhân Hàn của làng giải trí. Cô chưa từng một lần bị nhắc tên trên truyền thông vì scandal hay nghi án hẹn hò. Chỉ duy nhất một lần, cô gây xôn xao cộng đồng mạng khi xuất hiện với chiếc váy cắt xẻ tứ tung, lộ ngực trần trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2007. Tuy chiếc váy của Kim So Yeon chưa là gì so với cố diễn viên Oh In Hae, nhưng cô vẫn nhận về không ít gạch đá. Bởi lẽ, vào năm 2007, quan điểm của công chúng về nữ diễn viên vẫn khá khắt khe. Về đời sống riêng tư, Kim So Yeon kết hôn khá muộn. Khi ở ngưỡng cửa 36, cô cùng nam tài tử Lee Sang Woo hẹn hò. Sau 9 tháng hẹn hò, cặp đôi tiến tới hôn nhân và cho đến nay thì họ vẫn là một trong số những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Hàn. 2. Nữ diễn viên Lee Ji-ah. Trong bộ phim Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, Lee Ji-ah vào vai Sim xí muộn hơn so với nhiều người. Cụ thể vào năm 2007, Lee Ji-ah bất ngờ trở thành tên tuổi được làng giải trí Hàn Quốc săn đón sau vai nữ chính trong phim truyền hình có kinh phí khủng Thái Vương Tứ Thần Ký. Trong phim, cô được đóng chung với ông hoàng Harley Pei Chung-Chun. Sau đó, Lee Ji-ah xuất hiện liên tiếp trong các bộ phim như là Beethoven Virus, Style of New Athena, Nữ Thần Chiến Tranh. Sau Athena Nữ Thần Chiến Tranh, cô nên duyên cùng tài tử vạn người mê Jung Woo-sung. Cặp đôi bị phát hiện hẹn hò tại châu Âu và nhanh chóng lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, sau đó thì Lee Ji-ah bị bóc phốt việc kết hôn cùng với nam ca sĩ huyền thoại Xiao-taichi từ năm 18 tuổi. Điều này gây ra một cú sốc không hề nhỏ đối với công chúng, bởi lẽ cô luôn xuất hiện với hình tượng hiền lành ngọc nữ. Sau hơn nữa, khi Lee Ji-ah thừa nhận và cho hay đang làm thủ tục ly dị với Xiao-taichi vì quá mệt mỏi khi phải giấu kín thân phận cũng như cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Về phần mối tình với Jung Woo-sung, vì quá sốc khi bị người đẹp lừa dối mà nam tài tử đã quyết định chia tay. Sau đó thì Lee Ji-ah cũng bị khán giả tẩy chay. Ở thời điểm hiện tại, Lee Ji-ah vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng vẫn chưa lấy lại được danh tiếng như xưa. 3. Nữ diễn viên Eugene và vai chính Oh Jun-hee trong Cuộc Chiến Thượng Lưu không ai khác chính là nữ thần tượng đời đầu Eugene. Oh Jun-hee có quyết tâm và bằng được Heracles để trả thù Seo Jin bằng được. Nữ diễn viên Yujin hay còn được gọi với nghệ danh là Eugene, sinh năm 1981. Eugene là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đời đầu SES. Đình đám một thời, kể từ khi ra mắt cho tới tận thời điểm này, chưa có nữ thần tượng nào vượt qua được nhan sắc của Eugene. Cô được mệnh danh là nữ thần trong các nữ thần nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng và thanh khiết. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực ca hát, Eugene cũng được biết đến qua nhiều các bộ phim truyền hình như là Cuộc Sống Tươi Đẹp, Thật Lòng Yêu Em, Vua Bánh Mì. Nhờ diễn xuất tự nhiên cùng với biểu cảm xuất sắc mà Eugene được đánh giá là một trong số ít các nữ thần tượng đá sân thành công sang nghiệp diễn. Về đời tư, hiện tại thì Eugene có cuộc sống hạnh phúc, bên cạnh chồng là nam diễn viên Ki Tae Yang cùng với hai cô con gái. Cặp vợ chồng bén duyên sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Kristin Destiny vào năm 2009. Các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi bộ phim Penthouse in Life vào các ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh SBS nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog Việt Food nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.